Alo, con nghe rõ Dạ con nghe rõ. không? Tao mới coi lại cái live của tao mày ở trên YouTube á, rồi có mấy thằng kia nó nói tao ăn qua phe rồi gì tùm lum tùm đủ thứ rồi á, vui lắm kìa. Cái live mà hôm qua hôm kia tao mày lên rồi, ai up lên YouTube tao cũng không biết nữa, ai muốn bỏ là gì bỏ à. Tao từ xưa tao đâu có YouTube, YouTube gì đâu, Dạ. nó nói tao kiếm tiền YouTube đó kìa, rồi má mới là ghê, trời khổ. Mà có nghĩa là mày thấy rõ ràng không, có nghĩa là không có cái thứ gì mà nó không đặt điều mà nó xuyên tạc được đâu má. Tao từ Dạ. chưa YouTube thì tao có biết con mẹ gì đâu, mày từ bao nhiêu năm nay tao lên lên các bạn này là tao chỉ lên chửi nó thôi, chứ ngoài ra tao không biết YouTube một tí. Tao nói tao về kiếm tiền YouTube rồi quá rồi, ăn qua ăn gì là nói chung là gì ăn để gì đại khái làm nói chung là người ở bên Mỹ mà phản bội Mỹ này, nó nói đủ có phản bội đại khái là vậy, nhưng mà nhiều nó nói tụ lum cái bà tôi nói đi mệt, bởi vì ta cũng không khe chỗ Đúng này, bởi rồi, vì đừng quan tâm nữa, mệt lắm, nó cả nói vậy giống nói. gì, nó nói giống gì con dế mà ngoài xưa mà đủ má, chỉ có rượu mà ra, gái mà chẳng ai để ý, không ai thèm quan tâm. Cũng giống như cái thằng Bình Thanh này nè đó, nó qua bên cái thằng mà là Lãng Thanh Yến Tử gì, cái thằng kia nói mày không đủ tư cách lên Việt Nam này, thì tao hỏi mày đủ phát thì mày không đủ tư cách thì tôi mày lên Việt Nam rồi trời, đủ có mày cái tiếng nói của mày lạc lõng quá. Thanh Bình ở Bình Thanh thì tao không biết, tao nghe nói rồi thằng này vui ngáo ngáo rồi, đủ lúc này bây giờ nó còn nói 300 dân quan dân có bè gì dân quan ở đây dân tham thì Tại có bữa chứ dân quan gì con đâu, ra nè con. nói thì đủ không ra đám ôn gì cả. Rồi xong rồi cái lúc nào cũng ngồi giống kiểu mà tao cười tao buồn cười, nhất là bữa trước nó lên ở nhà của thằng nào ngồi nó khóc nó lóc cái đủ đó, nó hồi xưa thì hiểu lầm này kia rồi xin lỗi nhân dân Việt Nam, đùng một cái nó qua bên kia đủ má nó bước người ta đủ má cho ăn. Tao nghe nó mà tao cười rúng rúng luôn á, rồi nó lòi mắt thì nó lòi mắt thì nó lòi mắt thì lòi sao cho nó khéo khéo chút, đồ má lòi vừa trắng trợn đồ má kiểu này không được rồi, không có làm ăn gì được cả đâu, thiệt khổ thiệt là đó, có những con người như vậy đó mà thấy rõ ràng trước mắt đồ, nó lật giống như còn lẹ hơn bánh tráng nướng rồi bỏ qua gì lật lại còn nó lẹ hơn cứ vậy mà má. Mình nghe nó nói mình cười thôi chứ còn ngoài ra biết sao giờ được cười. Chủ chủ diễn Rồi đàn mà phải giấu mặt vậy, cái đó quyền cá nhân nhân thôi ơi, có thắc mắc gì không bạn hả? Dạ chú nói chú cãi quan tâm lắm chú à, biết không này. quan tâm nhưng mà nó cứ lải nhải với hoài đụng ba cái hơi hở ra cái nó nói dân quen gì bạn, quá tao tính lôi lên để coi thử mày nói cho nó cái tình của lý mà nói cho đàng hoàng dân quan ở chỗ nào sao đó cho mày giải thích từ coi. Nó nói nhiều khi nó hùa nó không biết con mẹ đâu, nhiều khi nó lên nó đâu có đâu không biết, nó hỏi nó lý do tại sao dân quan vô ở đâu 300 người, tính hỏi cho nó cặn kẽ vô để coi thử nó nói chuyện sao, hay là nó nói xong ở trên mình ngồi với mình ngồi mình cười sặc máu nữa mà biết cái điều quan trọng nó có dám lên này là không đó. Khổ vậy đó thiệt mày. Cái hôm trước có kể một cái vụ mà dân quan mà cười ra đau đau đến mắt, có nghĩa là dân quan nó vui lắm, có nghĩa là thí dụ như một cái miếng đất đó bình thường nó không có giá trị con mẹ rồi một viên vườn thí dụ cho nó một mẫu đi nha, thì nhưng mà nó bị được cái thông tin rò rỉ thí dụ như ở một cái tập đoàn Vingroup sắp sửa nó phát triển ở đây đù má thí dụ vậy nha, là tự động giá đất nó lên cao điểm nhất. Điểm thứ hai nữa là đủ mới bây giờ thí dụ bây giờ đó sắp sửa nó giải tỏa khu này để mà nó làm một cái gì lầu mới là tối đó mấy ông nội nhà ta biết sao đồ sách gạch sách đồ luôn, mà nghĩ mày coi cái nhà cấp 4 mà chỉ có một đêm thôi mà nó làm là mấy chục cái nhà vậy đồ má mà thì ghê không đồ, mà cắt cái nhà làm gì, cắt cái nhà thiệt mà lấy tay mày xô ngay đổ ngã liền, cắt cái nhà chẳng qua vì chỗ nó muốn đền bù đồ má giá nó cao không có người đủ, nếu nếu người ta dân người ta không tha ai làm kiểu đó không làm cho bằng được, còn trồng cây cái cây hoa màu mà để ăn trái người ta sẽ bồi thường giá cao, còn nếu mấy đất trống thì ta không bồi thường giá cao đồ mà anh đi anh chặt cây để mà đi xuống tên này để những người mà là bên kia xuống người ta nghiệm thu á đồ má dòm cây sẽ nó héo chân trời đủ quá cái trăm cây đủ má khoảng những thước 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 mà nó héo chân là đủ, tại nó mới cắm tối hôm qua nó chặt xong nó mới cắm tối hôm qua nó như vậy đó, đồ dân Việt Nam mình là vậy đó, tao nói rồi Cầm tối để kiếm qua kiếm kiếm tiền bồi đúng đó vậy đó, đúng rõ ràng vậy thường. đồ, đó là dân quan dân gì dân đó là dân tham chứ đồ. Cái đó đúng đó chú, tức là họ theo kiểu Đó hả? họ là chạy trước tranh thủ kiếm được nhiều kiếm. Đúng rồi. Thì
nói đi nói lại hoài thì nói chuyện hoài không hết, mà tụi này chuyên môn là đưa ra đặt điều nói xạo nói dốc nói láo rồi không, thì bây giờ đâu có ai tin nó đưa ra. Bây giờ thấy đâu nè, nó có cái ngày xưa cách đây vài năm mà thì mình còn có tính cách là mình sợ những người dân mình ở trong nước bị lừa gạt, bị dụ dỗ rồi bị ở tù ở tội quan uổng bởi vì nghe theo lời nó. Nhưng càng ngày thì cái mạng truyền thông, cái mạng Facebook này ta thấy nó nở rộ ra, mà nhà ta thấy nhà nước mà đâu có sợ mẹ không, thằng nào muốn làm thì làm, à không khe. Mà chính vì cái chỗ đó người dân trong nước mới càng hiểu hơn. Mình thấy rõ nè, bây giờ ông có đội nó không dám kêu đi biểu tình, đứa nào mà dám đi biểu tình mà ra đưa đường á, đội mà dân nó quýnh mà đồ mà cái bỏ mà không xưng đâu chứ ra thôi. Rõ ràng người ta biết chứ, rõ ràng hồi xưa ta nói một cách khác là người dân hồi xưa người ta nôm na người ta bù thông tin, người ta không có cập nhật thông tin, người ta không biết. Bây giờ họ đâu còn lại gì nữa mày ơi, khổ đúng không? Đâu còn gì nghe lời mấy thằng tụi này nó kêu giống một kiểu gì kêu trong kiểu một kêu trong vô vọng, nó thẳng là vậy. Đất nước mình là người Việt, mình mang cái dòng máu Việt, mình cũng là máu đỏ da vàng, thì tại là chúng ta không chung tay, bởi vì cái chiến tranh nó đã qua đi nửa thế kỷ rồi, nó không còn tồn tại nữa. Cái điểm thứ hai ta nói mình rất là nhiều lần, ngày xưa ở trong miền Nam Việt Nam mới có cái lá cờ đó, nhưng mà cái lá cờ đó đã chết theo ngày 30 tháng 4 rồi, và trong đó ta đã đưa cho mày nó coi là ông Nguyễn Văn Thiệu là tổng thống Việt Nam Hòa ngày xưa đã tuyên bố rồi, cái người cộng sản họ được Liên Hợp Quốc công nhận là một chính phủ hợp hiến hợp pháp. Đâu, thì coi như không còn gì để phải bàn cãi nữa, mình bỏ qua chuyện đi. Nhưng mà vẫn có một số người vẫn có những cái mà tiêu cực là những cái hận thù mà dai dẳng. Cái điều đó mình thấy mình không, tao nhiều khi tao nói tao không muốn nói nữa, bởi vì cái chuyện quyền cá nhân, anh thù ai kệ anh, tốt mừng thôi. Nhưng mà những cái số đúng. Người cái số người đó họ từ từ cũng mất dần, ông là ông đấy cũng 70-80 tuổi trên, cũng sắp sửa đi vào lòng đất rồi, chứ đã chẳng còn việc gì nữa mới nói. Chỉ còn sót lại những cái vài thằng như tao rồi kia, thì tao thì đâu có chống mẹ đâu, mà phải bà phải hồi hương hồi huyết, tao không có tính tụi đó mệt lắm. Chỉ có cái điều những cái bọn trẻ sau này là nước mắt ra, nó không hiểu con mẹ trên trời, bắt đầu giống như kiểu như Thanh Quỳnh đó nè, thằng Quỳnh Thanh vậy nè, nó đâu có biết con mẹ đâu, mà lúc nào nó cũng theo xu hướng, có nghĩa là chống, không biết chống cái gì tao không hiểu nữa, nhưng mà nó chống cái buồn cười, nghe nó chỉ là thấy mình buồn cười à, thì ra bị đó tao chắc cười ghê. Thì con đối với con lại cũng con tin là cũng nhiều mọi người trong trong nước cũng vậy, tức là chú cảm sao, tức là cũng nói rõ vấn đề là những người bên đó cái quan điểm chính trị của họ thì họ tôn thờ ai đó là quyền cá nhân, rất là quyền cá nhân thôi, quyền cá nhân ở đây đúng không rồi. Ý kiến, nhưng mà với điều kiện khi mà đã mình đã tôn trọng, mình đã theo ai thì mình thờ người đó, còn cái chuyện ở trong nước như thế nào là chuyện của người trong nước. Chỉ yêu cầu họ đừng có đâm mang những cái chuyện tầm bậy tầm bạm mà xuyên tạc về đất nước với cái ý đồ xấu thôi là ok. Đây đất nói thẳng mày, bây giờ chẳng có ý đồ là xấu tốt mày, trên đây đã được chặn cái dạng giống kiểu như là tư thù cá nhân. Tư thù cá nhân là cái gì, có nghĩa thí dụ như vậy, vì có người thân trong gia đình hoặc là nó ngày xưa ở Việt Nam cũng vậy nữa, một cái đơn giản thôi, nó là lấn chiếm lòng lề đường, thí dụ vậy, cảnh sát khu vực tới độ dẹp bàn ghế không cho nó bán nữa, ví dụ như bán cà phê cấp đại khái vậy, là nó ghét lắm, nó thù đơn nhân, thù cái thù người Việt Nam mà nó ngộ lắm, nó thù những cái chuyện rất là buồn cười, ví dụ như là vậy đó, đuổi hè phố các cái thì kia thì đủ mới là tiền thù rồi, nó ngộ lắm. Rồi đem chính phủ, đem nhà nước ra nó chửi, giống như kiểu vậy. Tao nói về kiểu hôm kia tao cũng đã nói về chuyện bảo hiểm á, bảo hiểm là hoàn toàn không có dính líu tới nhà nước, mà nó cũng đem nhà nước ra nó chửi được mà nó vậy đó, có nghĩa là cái gì nó cũng móc vô, cái gì nó cũng móc vô, mà nhiều khi rõ ràng mấy người nó không hiểu được thì chính nó không hiểu được nguyên tắc quyền của chính phủ Việt Nam, rồi nó không hiểu về cơ cấu tổ chức của thành phần xã hội, nó hoàn toàn nó không biết con mẹ rồi. Và học sinh là viết sai chữ hoặc học sinh có cái chuyện gì đâu đổ thừa được bộ giáo dục, nói chung là cái nói gì nó quơ một đống gom là đống vậy rồi nó chửi thế thôi, nó không biết gì. Mà so sánh Việt Nam mình từ xưa giờ, tôi thấy từ bây giờ cho đến cách đây ngày qua hôm kia tao ra sư nói với mày rồi, có nghĩa là nói về mọi mặt thì Việt Nam hiện giờ rất là ok, nói một cách nôm na là vượt luôn hơn có thằng Mỹ. Tao không nói vấn đề tiền bạc nha, tao không nói vấn đề đạo đức nè, xã hội nè, cách sống nè, rồi ấy Việt Nam mình hiện giờ đang ổn, có thể là tự do dân chủ hơn hơn là Mỹ luôn. Ở đây thì không có xuyên tạc gì cả, rõ ràng ở đây mình thấy rõ ràng từ xưa tao có chê Mỹ là cái nào không, tao không chê, bởi vì sao, tao là người nước ở nước nó và tao được hưởng được cái bổng lộc của nó, mà bổng lộc này là do tao tạm ra, tao không có nhờ giải. Đúng rồi. Tao không có nhờ giải, từ ngày tao qua Mỹ tới giờ mấy chục năm tao chưa hề ăn một sen, là không ăn nó một xu tiền tốt nghiệp, tự lực cánh sinh các cái làm, không thừa hưởng bây giờ phải trả giá, cái gì vậy mình muốn phải trả giá, đầu tư tích lũy làm ăn buôn bán các cái sinh lợi nhuận đó là do con người, do cái đầu óc của mình thôi, thế thôi. Ngoài ra đây
cái gì cũng vậy, cái gì nó có sự trả giá cả, chứ không đùng cái tự nhiên mình ngồi ở đây ăn bát vàng còn lâu cho mày ăn. Mày thấy con Phượng Nguyễn Phượng gì đó đi Cali, nó để nó quay toàn mấy đứa không lát không đăng, thấy không? Đúng qua rồi. đây ỉ lại nó thấy không đó, ù mà hút sách rồi các mày chỉ còn sai chân vào một cái là coi như cuộc đời mày thúi hẻo. Nó khác từ cái văn hóa cho đến cái luật pháp cho đến cái nguồn cội những cái gì Uy Tâm đà hoặc đà hoàn toàn nó khác biệt. Có một cái là tao với anh Phượng đã nói về vấn đề người tù của nước Mỹ này, khi đã dính án tù rồi thì coi như con đường mày như là có gì phế thải, mà ngược lại ở Việt Nam mày tù ở trong tù nó còn dạy nghề để mà ra mà hòa nhập xã hội. Ở Mỹ này không bao giờ có cái chuyện đó, mày chỉ cần nhậu nhẹt mày say xỉn rồi mày xong mày hút xì ke ma túy mày quấy rầy người ta là nó thừa mày là mày ở tù xong rồi nó đường ở luôn đó, cả đóng coi như là không có cơ hội, không có cơ hội làm lại, không còn cơ hội làm lại. Nó dễ cho hiểu bởi vì chính sách rồi những cái đường lối chủ trương của Việt Nam với hai cái với Mỹ nó khác xa, nó thậm chí cái món ăn cũng khác biệt nữa. Rõ ràng ở đây Việt Nam mình là thường thường những người Việt Nam mà yêu trái cây Việt Nam từ ăn sầu riêng là thấy khoái mắc chết mẹ luôn, chứ đâu có rẻ đâu. Ở đây nó bán một trái khoảng là 3 kg, khoảng 14-15 đồng mà sầu riêng đông đá nha, trong mà sầu riêng tươi mắc nữa sao chị không nổi. Đây mình nói chuyện để mình thông cảm với nhau nhiều hơn, có những người lớn tuổi không hiểu được người trẻ tuổi, người trong nước không hiểu người ngoài nước, để rồi mình bàn bạc với nhau để mình đây là mình coi mình diễn đàn. Ở đây không phải là diễn đàn chính trị, ở đây là diễn đàn vui chơi, thấy không? Thầy Mạnh nào nói người nông trước biết cái gì được để mà cảm thấy, để anh nói sai về đất nước thì ở đây người ta trong người trong nước người ta nói, còn người mà trong nước mà nói sai về nước Mỹ thì người ở Mỹ nói. Chuyện đơn giản không có cái gì phải cả. Tôi nói một cái đơn giản thôi, văn hóa hai vợ chồng thôi, con vợ thì thèm sầu riêng chắc mẹ luôn, mà mua sầu riêng về ăn mới khui ra là thằng chồng nó chạy mất dép. Nó chạy mất dép rồi, quá đâu có dám, mấy Mỹ đâu có chịu có được mua sầu riêng. Đối với người Việt mà là thơm mà đối với nó là thúi, chịu không nổi. Nó ăn nó ói chết mẹ luôn, bắt anh thủy đại hát là vậy. Nó một cái chơi nho nhỏ thôi. Tụi đó thì thường thường thức ăn nhanh làm chuẩn, hamburger, McDonald's, các cái đủ trò, gà chiên, gạch gà rán rồi Mỹ nó ăn thì ăn thức ăn nhanh vậy. Việt Nam mình là canh chua cá lóc rồi mắm tôm cà pháo rồi bài biển ra đốt sạch rồi, nó khác biệt hoàn toàn luôn. Như vậy đó chưa? Đúng rồi chứ. Trong một cái gia đình mà có Mỹ có Việt rất ư là bực mình. Việt thì Việt hết, Mỹ thì Mỹ hết thì nó còn ok. Tự mày ăn mạch anh ôm mày ăn cầm tay mày quạm 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 người ta cũng y chang mày thì đâu có chuyện gì phải nói. Chứ mà đem cái chén mắm tôm ra chứ cà pháo ra mà để trước mặt mày ăn rồi đồ má là nó chạy mất dép đúng không? Nói vậy cho mày hiểu. Nói như vậy rồi khoảng cách vợ chồng cũng vậy nữa. Nếu người đàn bà mà đến Mỹ mà Mỹ thông cảm hoặc là nó cố gắng nó ăn được mắm tôm cà pháo các cái thì chuyện nó không có làm cái gì, nhưng mà 99% thì Mỹ nó đéo có chịu cái mùi đó. Rõ ràng thì có phải chăng là cái đó cũng giảm bớt cái sự hạnh phúc không? Rõ ràng. Ủa chứ mà thường thường ta ông ta nói cái kêu là ruột bầu mà nấu với đầu tôm, chồng trang vợ húp, gật đầu khen con. Cái đó là gì? Ta nói cái chỉ số hạnh phúc của một cái cặp vợ chồng cùng một giống nòi, cùng một tôn chỉ và cùng một màu mà áo. Anh là người Việt Nam, anh ở đồng quê, tôi là người phụ nữ của Việt Nam. Canh ruột bầu ví dụ vậy, nghèo quá không có trái bầu, chỉ có ruột bầu không mà nấu canh. Nói như vậy thì mấy sao đầm ấm, mấy sao hai vợ chồng đầm ấm là ok. Đúng. Thì cái gì đó ngon. Ở Mỹ thì không có vụ đó. Đồ má mày có, nếu mà chồng Mỹ mà vợ Việt hoặc là vợ Mỹ mà chồng Việt thì nó sẽ có mâu thuẫn cái điều đó. Mà chính vì cái sự mâu thuẫn điều đó, con vợ mà muốn ăn được ngon, khoái khẩu mình là phải đợi chồng đi làm xong ăn xong rồi tráng miệng sạch sẽ các cái thì ok không nha. Trời đã là vợ chồng mà thì như vậy thì còn làm con mẹ gì nữa chứ, nó mệt đâu còn nữa. Thì hạnh phúc làm sao mà hạnh phúc thì sao có 100% được, nó mới có 50% thôi đúng không? Thế thôi thì tao nói mày nghe, ở Mỹ hoặc là ở Việt gì vậy là như bác này như tao này, ta cố gắng hòa nhập, nhưng hòa nhập những cái gì thì hòa nhập, nhưng mà món ăn uống là ta không hòa nhập được, bữa ta không được sao ta hòa nhập. Rõ ràng rồi người Mỹ mà muốn vào Việt Nam cũng ráng hòa nhập, nhưng mà hòa nhập nó cũng không được, chắc có lẽ cũng phải vài đời, nó thẳng là vậy, không phải là không hòa nhập nhưng mà nó phải vài đời, qua cái đời của tao, đời con tao rồi đời chắc thì ok. Hiện giờ vậy như con tao giờ nó đâu có biết ăn đồ Tết đâu, bên Tết nó bắt ăn chết mẹ luôn kìa, không mua thì mua để đâu có biết ăn Tết gì đâu, mua cho có đủ mâm đúng không? Đúng rồi. Nó bắt tao ăn không, nó kia hỏi con có ăn không đủ rồi khổ. Vậy do từ nhỏ nó không ăn thì năm ra nó lớn lên nó ít quen cái khẩu vị. Vậy nó cái khẩu vị mà gì nó khi đi học trong trường là trường đó bắt ăn những thứ ăn rồi nó quen rồi, ví dụ vậy.
đúng không, nó không ăn những cái món ăn mà nấu nước của mình, nhưng mà nếu biết rồi. Ăn canh chua nó biết ăn, canh chua nó biết ăn, nó khoái bà nó canh chua, canh chua nó ok, còn mấy cái cá kho cái này kia cá cá rồi nó không biết ăn đó, thịt luộc rồi kia nó không biết ăn, nói chung là không có biết ăn cái gì đó. Rồi là từ nó khoái nhất là cái gì, nó khoái nhất là cái pizza đó, tụi em Mỹ đó là nó thức ăn nhanh mà cái gì nhắc gọi là tự động chạy tới đem đưa cho mình rồi mười ông mười mấy động cái gì đó, rồi quậm quạm ăn, mình thấy ăn mình thấy mình ngồi mình ngó giờ mình ngồi mình bụng đụng máy gì sao ăn ngon được ta. Cái lý do của mình già rồi mình ăn cái đồ ăn mình rồi vậy sao ngon được ta, không có mắm không có muối không có gì chấm không có gì cả. Đồ ăn nhưng mà nó khổ, tuổi trẻ nó khác, mình nó khác, mình là biết làm sao được khổ vậy. Nước Mỹ rõ ràng đồ ăn rẻ hơn Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà kèm theo đó là đồ quá tệ. À, tôi nói cho mọi người ta coi cái phim mà Saba TV ở trên kênh YouTube là rất là nhiều, mà biết không, đồ người ta thấy đó ta thèm liền. Có nghĩa là khi nó mổ lợn rồi nó làm thịt tươi rồi nó làm những cái sản phẩm mà nó bán trên cái chỗ Saba đó, thấy nó đang làm gì ở Mỹ, làm gì có được ăn miếng thịt tươi vậy? Khó, cái gì nó cũng tươi, rau thì rau mì vườn bức này kia ở đây. À, tao nói cho bạn nghe, tôi muốn thấy kiểm chứng cho nghe, đồ mà cái gì cái lá, cái lá cái gì cái lá gì cái lá dứa, cái lá dứa, cái lá dứa đủ mà còn phải đi đông lạnh, đủ má mày biết nó khổ vậy, đừng nói chuyện xạo. Bởi vì khi ta bỏ chửi rồi, ta bớt bớt rồi, đừng để ta chửi nhiều phiền. À, sẽ đủ má đây nè, đồ mà đồ khoan cho tôi một số ăn là phải chửi nè, chửi đông nè, đó nè, cá mực tôm nè, đây là mực nè, đó cái gì cũng trữ đông, rau mà đây, đây là lá dứa, mà để gì đủ mà lá dứa đông lạnh, lá dứa mà đông lạnh mà thấy tức cười không, đủ mà lá dứa mà phải đi đông lạnh là mày biết rõ ràng là nó vậy rồi khỏ đó, thấy chưa, cái lá dứa là cái lá phổ biến nhất ở Việt Nam, đâu cũng có chứ, đủ thì nhiều khi ở dưới quê ở đây nó bức đủ cả đống, mà ở đây cần là phải đi mua mạch, nó đông lạnh mới là ghê chứ không, thường thường nghe nó lá dứa đông lạnh người ta cười, thấy không, đây có lá dứa đông lạnh đó, nói cho mày hiểu, má mày đừng có nước xạo, trừ nào mà nói chuyện mà trong nhà mày có chai nước mắm á, thì mới lên đây mà nói chuyện, không có chai nước mắm biến, ở đây là người diễn đàn của người Việt, nếu mà nó mày Mỹ thì thôi miễn đi, không có biết con mẹ gì người Việt đâu mà nói, này nó bên đó mà, này con biết đó mà, điện tàu lao. Biết không, tôi nói rất sẽ có mạc, có tem đàng hoàng, lá dứa đông lạnh đàng hoàng, thấy chưa, cãi gì nữa. $10 ta hai bữa đủ gói mì, ở Việt Nam mà có $1 ta một bữa, $1 bằng chứng không ta nên cái gì hay quá ha, ngủ giờ dậy còn la làng nữa. Dạ chú nói chú, ở Việt Nam có $1 thôi, 20 đồng, 20 ngàn tiền Việt Nam, một dĩa cơm trắng, cá chiên, có rau sống, chào Nguyễn Lan, nước mắm đàng hoàng đủ. Dạ. Chú cha bán cơm bình dân đó, chữ bình dân thì không thấy bình dân đâu, bán quá cơm thường thường, ta thấy Việt Nam nhiều quá giờ không biết tên sao, nhưng mà ở đâu cũng có bán, còn muốn ăn ngon nữa thì chút xíu nữa thì vô có 70 ngàn, tao có đi ăn có con đường đường gì ta, cái đường xa lộ đàn cũ bây giờ nó gọi là gì, đường quốc lộ 1 phải không, cái chỗ mà xe tải nó hay đứng lại ăn cơm trưa, trời ơi ăn 70 ngàn á, là tao với anh cháu tao ăn là có một đầu cá, cái người kho thua kho với đúng anh mình thơm rồi một tô canh khổ qua, một dĩa cá kho, một dĩa rau sống, cái nước mắm, hai phần cơm ăn cơm trắng, hai phần 70 ngàn tiền Việt Nam, thì tính ra $3 quá đã luôn. Ở trong tủ lạnh thì giờ còn bánh tét chứ, nhưng mà bánh tét ta khôn rồi, ta không để nguyên cái, dùng nguyên cái ta ớn quá không dám ăn, ta làm sẵn. Yeah. Như là khi tôi lột qua rồi ta bắt đầu ta kêu bà cắt ra, cắt bằng cách chỉ bà, hay bà lấy chỉ bà cắt ra giống chỉ từ khoan, ta để trong cái dĩa xong ta lấy được thịt vũ lại, thì ăn miếng nào lấy đó ta hít lên ta ăn thế thôi, chứ còn bà ăn cho nó dần. Ba hai đòn bánh tét, một đòn bánh chưng mà ta ăn từ bữa 20 mấy tết tới bây giờ chưa hết đó, còn ở trong tủ lạnh. Ghê, mình đâu ăn đứa nhỏ đâu chịu ăn, nó không chịu ăn, chỉ có mình ngồi nướng nướng ăn thôi. Bởi vậy cái tết của tao đơn giản, một đồ bánh tét, một cái bông hoa, một cái bàn ngũ quả nhỏ nhỏ là cúng bà già vậy là xong rồi. Bởi vì ở Mỹ này không có tết, cái chữ tết định nghĩa đúng nghĩa là phải đông người mới gọi là tết, còn để cái một mình tao thì sao tao gọi là tết được, tao có làm gì đâu ở được,
nó thậm chí nhậu tao không dám nhậu, mặc dù nhà nhà có nhà hàng mà hai ba cái nhà hàng mà, nhưng mà đủ rượu bia thì thiếu cha gì đồ ăn, nhưng mà ngồi mình không có ngồi uống 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 đúng không được, rồi, nó không ý nghĩa gì đó, không có nghĩa nó mày ngồi nó không ý thiếu nghĩa, cha. ví dụ bây giờ chú uống cái gì chú ăn cái gì đi nữa cũng vậy à, thì ít nhất thì con nói tối thiểu thì cũng phải hai vợ chồng chú không nhận Đúng không, rồi, còn hôm nữa ví dụ có thêm đứa cháu hay là đứa con dâu hay đứa con rể nữa thì nó mới thú vị thôi, chứ còn nó mới đầm ấm thôi, còn ăn mà ăn sang cái nào sang chứ một mình mà ăn đâu có ngon lành gì. đúng rồi, ăn thịt to thiệt mà thứ gì ta ăn là không được, mẹ thịt bò thịt biết là tâm, nhưng mà tất tần tật từ thịt bò thịt heo thịt gì không bao giờ ngon được, bởi bởi vì nó không có tươi, mày hiểu không, từ khi mà nó mổ một con bò ra mà đến tới đến mà cái chỗ mà mày ăn hoặc là tới tay tao đi chợ tao mua thì tệ lắm phải vài ba tháng, cái quá trình đó là như vậy mà, nguyên tắc làm việc nó là vậy, thành ra vì cái chỗ đó nó không thể nào ngon được bằng bông bò tươi. Nói thẳng mày, ngay bây giờ tao cũng dám nói mày, cả cái nước Mỹ này nấu phở không ngon, không bằng cái gốc của phở phở Việt Nam mình. Là bởi vì sao, cái xương bò nấu nước lèo cũng là xương bò tươi, ở Việt Nam mình giết bò hàng ngày, tao biết là ở Thủ Đức cái thằng quỷ Minh nó dẫn tôi ngày nào ở đó nó có lò mổ bò, nó phân phối trong trong cái chỗ quận Thủ Đức á, trời ra đồ bò tươi, bò tươi. Còn ở bò thì cũng vậy, đừng có nghĩ đừng có chuyện là Mỹ là bò là ngon, không phải bò ngon đâu, cái gì cũng đông lạnh, cái gì nó cũng đông lạnh, tao nói mày rồi, đủ mà rau mà lá dứa còn đông lạnh, đừng nói chi mà mấy cái thịt kia, thấy không, tao đi mua về tất cả mọi người, thí dụ như buổi cuối tuần hết đồ ăn tao đi mua về, mua thịt heo về, thịt heo nó đông lạnh rồi nhưng mà nó xả đông ra, xả đông hơi mềm mềm, nó biết thịt nó mềm, bắt đầu tao mới cắt ra từ khúc từ nhỏ 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 và tao sẽ gói lại những cái bao ziplock rồi, và sau là tao lại bỏ vô trong tủ đông đó, lại mua một lần như vậy để ăn cả tháng hoặc là ăn nửa tháng, chứ nó không phải ăn được. Việt Nam mình buổi sáng có nhiều nhà tao hồi gì rồi tao về với An tao ở, tao một ngày đi chợ hai lần, tại chợ gần nó, chợ với An hai gần đó mà, đi vài bước qua đó xong rồi xách đít đưa đi về, xách toàn ten đi về, đồ tươi không, từ con cá con mắm cho đến cái thịt là đủ, mà coi như là 100% đồ tươi, mà không không mà buổi sáng ăn mà không hết ăn là đổ ra, chiều mua cái mới về ăn nha, đừng có nói kiểu cho tao ăn đi mà thịt để trong cả tháng trời mới rồi mới mò vô ăn. Nói như vậy thì mày hiểu rằng món ăn ở Mỹ này rất là tệ, nói về nó một cách đơn giản như vậy, nấu một nồi canh chua thì thiếu trước hụt sau, có nghĩa là gì, hệ có Không đủ mẹ món, không không được, đủ không đủ món, cái không gia vị đủ bỏ vô, dạ không đủ gia vị. đúng rồi, thì có bạc hà thì không có giá, rồi hệ có giá thì nói chung là tất tần tật, nó hẳn mày. Còn thậm chí ra một tiệm ăn quán phở, tại mình thèm cái gu phở cho nên mình không có nấu, không để nấu một nồi phở đâu, có tao mình ta ăn sao rồi một tô thôi rồi chạy ra quán ăn tô phở đem ra rồi làm đã làm rồi hỏi cái cọng rau quế, một cọng có ba cái Quên. lá, một một cái cọng thôi nha, nó chỉ là một lá hai lá ba lá rồi để đó, rồi một cọng một thôi, Đúng rồi, quý đủ má dòm, mà đủ má sao dòm mới thấy là đủ sẽ nổi máu lên, trong khi đó tại về Việt Nam mà thấy tan không, trời đất ơi, đủ rau thịt bao la đủ nó sướng Nhưng chứ mà đâu. mấy 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 cái đó là bên đó là do thời tiết là trồng không được hả chú Cầm, hay là do chính quyền người À, ta không cho mình trồng? không phải, ở đây cái rau đây rau rau thơm nó mắc lắm, thứ nhất là mùa đông nó còn mắc dữ nữa, cho nên bị là rau thường là đã mùa đông không mùa đông nó cũng đã mắc nữa, cho vì đó kinh khủng lắm. Ôi trời, thôi khổ mẹ ơi, nói chung là Còn không có gì mà có ông chú, hai chồng chú râu dẻ thì mỗi lần qua thì chuyên môn là ông mua ông thủ mì gói nhiều lắm, với lại ông mua cái bánh đa đó, bánh đa sống á, bánh đa sống thì qua bển thì ông quăng vô cái lò microwave vậy đó để ông nướng bánh đa, ông khoái ăn lắm. Lần nào về ông tha mấy cái đó qua. trời ơi, đủ có 20.000 bạc đủ mất tiền Việt Nam mà ăn cơm một dĩa cá chiên, một dĩa cơm, một dĩa rau sống, một chén trắng súp, đủ mất mà bạc đòi hỏi chất lượng má còn này. Chất lượng sao mà tính nghĩ chất lượng năm sao hả, đủ có 20.000 tuyệt quá, gọi là nãy giờ nó là quán cơm bình dân mình bán ở lề đường đủ, chắc ta đâu có nói vô nhà hàng đâu mà chất lượng chứ không chất lượng, như vậy đối với ta là quá chất lượng rồi, quá ngon, mà ta ăn ngon không có gì phải là phàn nàn cả, kể cả thực phẩm đó là quá ngon, cơm cũng cơm trắng, cá cũng cá chiên, rau sống rửa sạch rồi nước mắm ớt rồi xong, nói chung là quá đầy đủ, mà hở ra mà cái ăn không mà mày nói là không có chất lượng, cái khổ bạch Nói xin lỗi chứ già thèm mấy dĩa cơm đó như tao tụi giờ nó nó tiện kiếm đâu ra. cái nó tiện cho phải không, khi đói bụng, khi đói Món ăn bụng Việt mình bất Nam, có món quê lợi hương là cái sạc vô cái quán là kiếm đâu khó ra. ăn rồi,
Đồ mà làm đây đây làm gì có cái chuyện đó. Ông cơm bình dân Việt Nam giờ bèo lắm, phải 25 ngàn, 25 Hôm trước ngàn. tao ăn có 20 mà chắc là để bà thấy cảm tình phải mất 5 ngàn sao bà, tao đi trả tiền bà nó 20. Là vậy thôi à, chú có dưa chua ăn thêm không, thêm để thôi cảm ơn chị khi tôi đủ rồi, gọi vậy đó khổ đó, đúng là tào lao nữa đó. Không, cái này tao nhắc đi một lần mà tao không không muốn mày nói nhắc lại, thực phẩm bẩm tràn lan, đây là tôi nói mày nghe, mày là người có tiền, mày là người Việt kiều về có tiền, mày không bao giờ mày dạy mua, mày mua đồ hôi đồ thiếu bẩn cái con khỉ, mày ra ngoài chợ đó mày thấy con cá nó có nghẻ cái tân cái tân cái tân cái tân đó, chị ơi bán con cá này cho tôi đập cọc 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 làm da đem về bẩn chỗ nào, mày nghĩ là mày nghĩ bẩn chứ nào, mày có tiền mà mày kẹo mày hà tiện mày chuyên mua mà chung ăn đường cháo chợ thì là vì đó mày sợ bẩn, chứ còn ở đây mày ra chợ mày mua dễ mày làm gì mày có bẩn, biết là theo tươi rọi ra là ok cái này là bao nhiêu tiền rồi xong, nhưng này thì làm sao mà bẩn, mày có tiền mà mày lựa chọn cái mặt hàng mày bỏ cho cái họng mày chứ, mày mà nói trách ai, mày độc hại là do mày, vô cái túi tiền của mày, mày muốn ăn ngon mà mày không chịu bỏ tiền ra ai lấy nha mày, trời ơi đủ, tao về Việt Nam tao ăn 4 tháng trời cơm đường cháo chợ này có chết tay đâu, độc hại cái gì, tao đi mà hình như mày có con có coi mấy cái vụ mà tao trải cái clip hồi về Việt Nam không, thế tao ăn là tươi lên nè, tao ăn là tươi lên nè, từ phở từ cháo từ nhậu từ cơm đường cháo chợ các cái tao ăn có chết tay đâu, tao còn ngồi sống sống rồi nè, một ngày mà nó không chết ra đủ, tao ăn 4 tháng trời liên tục vậy chết không, tức là luận điệu mới này nè, nói chú cầm nghe nè, tức là thật ra một câu chuyện á, luận điệu mới này nó lợi dụng cái này mà nó tuyên truyền để nó mang tính là bôi xấu á, thứ nhất là biết tụi nó rồi ngu nha, bôi xấu gặp ta được không, ý của nó là chú cầm biết không, tức là tụi nó ngu, bây giờ chỉ có mình nghĩ đơn giản vậy thôi, tuyên truyền tào lao, bây giờ đồng ý là cũng có những cái quán xá là thực phẩm họ vì lợi nhuận họ làm đồ kém chất lượng, đồng ý cái đó có, ai biết mình ngu vô đó. Còn vấn đề á có ảnh hưởng cái gì hay không á thì mọi người cứ nhìn theo cái dân số đi và cái đời sống người dân người ta đi làm hàng ngày đó, nói những người công nhân người ta ăn tùm lum tùm la khoan đó, ông cầm không ở Việt Nam trời khổ quá, tao nắc liền nó mãi bữa tao bữa để đi, tao ở 4 tháng trời tao mới về Mỹ đây mà cái con này nó làm sao ta, đèn đực này đực có phải con chú đực hả, đực nó giả tên nó giả ba ta giả ba ta cái Facebook này nó chán cho đó là mình tưởng nó đực mà ai nhà nó là cái, mình tưởng nó là cái nó lại là đực. Ở đây có Việt Rai hôm trước bây giờ này, Việt Rai nè. Việt Rai nó ăn đồ đồng nhiều quá, Mỹ không tươi nhiều. Đúng rồi, bữa về Việt Nam gặp nó mà, nó cũng về mà. Bữa đó chú cháu ngủ cà phê xong rồi nó bận việc nó đi công chuyện giấy tờ. Chú cháu tập đó, tao nó về đó. Nó phải mình tao về đâu, rất nhiều người về đó. Không có chuyện mình không bàn cãi nữa, nhưng mà tao nói mày nghe, đối với tao Việt Nam thức ăn là số 1, kể cả số 1 của tao mà số 1 cả thế giới luôn. Bởi đúng rồi, đồ của quê hương mình mà, đồ không phải đồ Việt Nam mà hiện giờ được bình chọn ở đứng số 1 thế giới thiệt mà, thức ăn vặt hè phố đó được bình chọn mà. Rất là ngon và rất nhiều món người ta cũng lựa chọn, tại vì bây giờ chú cầm biết sao không, con nói rồi, cái Việt Nam á, cái chính là cái gì, cái nền kinh tế vỉa hè rất là phát triển, và kể là cái đó mà, cũng là một cái phương tiện dạ văn hóa cho người dân kiếm tiền á, cho người dân kiếm tiền kiếm sống á, cái đó cũng là một cái, theo con nha, nhà nước cũng là một cái gì đó giống như là cấm thì không cấm nhưng mà cũng không khuyến khích, tức là nhà nước cũng có một cách gì đó gọi là mắt nhắm mắt mở để tạo điều kiện cho người dân người ta kiếm sống kiếm lời, chứ còn nếu mà nhìn về về cái mặt trật tự đô thị á, là nhìn nó rất là bê bối. Không có, tao nghe nói ở đâu ở quận Nhất á, như là người ta đã khoanh vùng và tập trung vào một chỗ những người mà bán đường Nguyễn Văn Chim á, đường Nguyễn Văn Chim, cái đó đường Nguyễn Văn Chim là ngày xưa là nhà văn hóa lao động, nhà văn hóa thanh niên, bên hông nhà văn hóa thanh niên. Vậy là chỗ cơ quan tôi làm cũ rồi hả? Rồi, với một cái nữa là bên đường bên cái khu công viên Lý Tự Trọng. Và một cái nữa là ở dưới cái gọi là cái chợ đêm mà dưới hầm á, chợ phố ăn uống á, là gần chợ Bến Thành, là gần dưới cái đường mà xuống hầm để cái tuyến metro mai mốt nó khánh thành đó, để thì người ta làm một cái chợ dưới lòng đất, chợ đêm dưới lòng đất. Đây là khoan, ta nói tụi này, tụi biểu nè, tụi này nó ngu hết chỗ để mà nó ngu, để tao kể thì nghe câu chuyện gì nha.
ngày xưa ta còn nhỏ, bà già ta bà chuyên môn mới đi mua sáng sáng có bà bạn quen, bà bạn quen thì người Bắc mà chắc là Bắc 54 cho vì bà đội một cái thúng bự lắm, bà rao ai ăn bánh xôi cúc, xôi cúc của người Bắc, xôi cúc dạ xôi cúc nó, xôi cúc đó, nó có cái lý giải rồi, và ngày nào cũng giống như ngày nào cứ 6 giờ sáng mới đi thì khoảng 9 giờ là hết rồi, tức là bà cái lương tục mà mấy chục năm vậy. Để tao nói một cái nguyên tắc đưa ra, mày bán hàng, mày bán một nồi cháo hoặc một tô hủ tiếu hay là mà bán cà phê rồi đó, mày có muốn mày mất khách không? Đúng rồi, chắc chắn là không bao giờ mất khách, bởi vì khách đúng là rồi. Lợi nhuận của mày mà. Thì cái người bán hàng thì cũng y chang vậy, có nghĩa là họ không bao giờ bị buốt đi mất mối. Đúng rồi, nếu mà người ta bán dở thì khách hàng không ăn thì người ta bị thất thu. Mày hiểu, cái đơn giản thôi, đừng có bôi nhọ, đừng có sỉ nhục, đừng có kiểu đó. Một cái đơn giản thôi. Ai cũng muốn bán đồ ngon, ai cũng muốn nấu ngon để mà bán cho người khác, bởi người ta ăn rồi người ta mới ghiền, người ta ghiền người ta mới mua nữa. Đó là đơn giản thôi, đừng có tạo ra những cái chuyện đó, kém chất lượng, không có ngon này, cái đợt tào lao. Bởi vậy con nói chú Cầm với sao, mấy này nó ngu thêm cái nữa đó. Ngu, con bữa con ngu. Hôm bữa con mới nháp cái thôi, con đi review mấy quán ăn đó nha, con nháp nhẹ cái thôi nè, con nói với mấy người bà chủ quán với người bán quán nè, là con tôi quay cái phim này để chứng minh là cái đám phản động ở nước ngoài nó tuyên truyền nó nói là mấy bà bán đồ ăn độc rồi ăn kia lại dân càng ghét tụi nó nữa. Đúng rồi, con nói nè, tao nói từ giờ cho đi con sẽ đi con tuyên truyền cái kiểu này cho mấy cái thằng mà chống cộng cực đoan này nè, con cho cái dân dân buôn bán người ta ghét nó nữa. Cái dân bán cơm mà dĩa hè đó, đúng, mà nó có cái chiêu này mà tao tính tao học hoài mà không được. Còn kia nó chỉ, có nghĩa là mày biết không, thí dụ như buổi trưa tới cái giờ ăn trưa không nhận người ra nó ăn đó, đù mà có cái thằng đù nó để là biết lò than của trước ngay chỗ cái hàng ba của nó, mà nó quạt lửa lên, nó quạt lửa để thịt nó nướng, cái mùi thịt nướng á nó ướp sao không biết, mà nó quạt lửa than, chắc là lẽ thương than củi hay sao tao không biết ha, là đù mà nó quạt lên là 500 mét nó thơm ngạt ngào, là mà đi ngang đó là mà thấy đói bụng rồi. Bò lá lốp, bò mã chài nữa. Trời ơi, đủ. Ở đây làm gì có, đủ, chài có làm, ở đây có làm được hết á. Nhưng mà đủ, mà điều mà lá lốp này mắc lắm. Đủ mua 5 đô, có 1 bó xíu, khoảng chừng 6 lá, 7-8 lá, 5 đô mà. Lá lốp rất là mắc. Nhưng mà mày không thể nào mà làm thơm như tụi nó làm nó bán được. Nó có cái bí quyết riêng của nó. Và cái bí quyết đó, nó không bao giờ truyền ra cả. Bây giờ mày có cái món mày làm vậy để mà bán hàng mà kiếm sống. Thằng kia nó nói đủ mà nó cũng muốn cạnh tranh với mày, nó hỏi mày chỉ không? Nè, lâu. ở trong đây luôn nè, mấy mốt bà chú Cầm hay ai có dịp về á, Du Nam á, Du Nam mình nè. Du Nam, trời ơi, nó bán dịch, nó bán dịch hoài, nó bán dịch quay. Ngon lắm, dịch nướng, ngon lắm. Dịch nướng, tao biết mà. Hồi xưa tao ăn dịch bữa nào con lên, bữa nào con lên nó chơi con review lại cái cảnh nó nướng nó quay lên cho mọi người xem. Hôm trước tao về, tao uống cà phê nó là tao ăn ngồi nhậu, nó đem dịch nướng lại tao ăn luôn mà. Dạ. Rất là ngon. Ngon đã luôn. Trời ơi, cái đó biết sao mà là ăn muối tiêu á, dịch chặt ra xong chấm với muối tiêu, nặng miếng chanh vô ăn là bá cháy, uống bia hết sảy luôn. Tao nói rồi khổ lắm. Mẹ nói chuyện món ăn đừng có được tôi, tao là phàm ăn tục tử. Đó thì cái rau muống không mà đủ mà ở Việt Nam cũng ngon hơn Mỹ. Tao không biết cái Tết là đủ kỳ rồi, thằng quỷ Minh Tiến nó phỏng vấn tao cái vụ ba cái vụ muốn ăn là tao nói rau muống đủ ở Việt Nam là số 1. Mà Việt Nam tại là số 1 bởi vì Việt Nam là trồng rau muống nước. Nó không phải là rau muống hột rất là tao ở nhà con nhỏ em tao ở đường Tru Tre nghe chỗ Giang ha, phía sau lưng cái trời là có một con đường tối chiều tối về khoảng cây số á, quán nào quán lấy đông đẹp mà bán đồ nhậu không bán đồ nhậu bán đồ rồi bán là nghêu sò ốc hến cái gì cũng bán. Chào Trường Giang, bà biết sao có ba chục ngàn dĩa sò huyết cũng có, sò lông cũng có, rồi tao khoái biết là cái món mà làm rất là ngon là cái gì, cái càng ghẹ mà rang muối biết không, cái càng ghẹ biết cái đâu nhiều quá không biết nữa mà sao nó rang muối mà 30 ngàn, cái nào 30 ngàn thì vui lắm kìa. Đúng rồi, giờ phong trào đó chú, tức là đồng giá 30, 40 gì đó là món gì cũng vậy, thì nó đưa ra chén hoặc dĩa một phần đó vậy đó. Uống bia đã lắm, càng ghẹ uống bia lắm, cứ ngồi mút ra trời đâu quá thèm, đồ tới bây giờ cũng còn thèm nữa, khổ. Đồng ý hỏi chú kìa, chú ăn cơm tấm với rau muống muối chua chưa? Trời ơi, đó là cái bằng nộm đó, ta ăn mẹ rồi mòn răng. Không phải nộm. Tức là thay vì chú ăn củ kiệu đúng không? Thì ta ngâm bằng rau muống cộng.
nguyên ống luôn á, à ngon lắm. Ta nói là nộm đó, ở Mỹ, ở người Bắc gọi là nộm đó, cái là cái cọng rau muống ta làm chua, mày hiểu tao nói không? Ăn rất là giòn và rất là ngon, mà tao hồi xưa tao nói cái đó, tao nhậu không chứ tao không có ăn cỡ với cơm, ăn với cơm cũng ngon nữa, nhưng mà cái đó là biết sao, cái đó mà gấp vào để một cái dĩa rồi xong rồi mấy có ở trong thường thường tao ngâm cái đó, tao ngâm mấy cái tép tỏi chua bự 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 ra, thấy không? Đem ra cùng cái đó là mà xong, với lại tôm khô. Đó, trời ơi, thôi đủ mà uống bia là bá cháy bồ chát luôn. Bởi vì cái cọng rau muống nó giòn giòn, nó ăn đã lắm kìa. Trời ơi, tôi nói thiệt mày, rau muống đối với ta là tôi muốn trẻ, rau muống bà ăn không ngon nha. Rau muống trẻ thì cực chút xíu thì bạn ăn đi ngon, trộn giấm nè, kia bằng dồi giấm nè, thịt bò xào bỏ lên, cái chuyện đó là chuyện bình thường rồi. Rau muống trẻ ăn với lại bánh tráng nước. Rau muống trẻ nha, rau muống trẻ thì chú cầm về, con dắt chú cầm vô Thanh Đa ăn gà quay lu. Gà quay lưu, rau muống trẻ người ta bóc gọi với con tép á. À. Ngon. Con tép á, nó trộn gỏi. À. Rồi, liếc rồi. Mua hết chưa? Đúng á, Việt Rai. Có dịp về tôi chỉ cho. Quán nó nằm ở dưới đường Bình Giã. Đông lắm. Nhưng mà vô là đồ bao tư luôn nha, chứ không phải là ba cái đồ của bắp đâu. Quán rất là đông. 120 vé à. Buffet ăn bao no luôn. Bữa nào đi có tức là từ giờ cho đi có dịp tôi đi đâu tôi gặp tôi sẽ review hết review rồi, cho mọi người mày nhớ mày để mọi người thấy được mai mốt tao mà có về chừng nữa mày phải dẫn tôi đi nha. Dạ có thì vô tư khổ thì ok con gì chứ mà cái ăn uống ẩm thực thì cũng hơi bị rành tao các địa phương mà rành mà tao còn tham ăn mới được ghê